À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với bản tin nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 17 tháng 3 năm 2022. À, thì trước khi đi vào nội dung chi tiết rất mong anh chị và các bạn dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì hôm nay là một phiên mà thị trường mua vào. À, thì các anh chị có thể thấy là cái nhận định của kênh là hiện nay là uh, trường đang trong cái giai đoạn hồi. Tức là chúng ta đã nhìn thấy cái đánh ngắn hạn và thanh khoản trong cái giai đoạn gần đây thì có cái sự sụt giảm thì gần như cái dòng tiền đầu cơ những cái dòng tiền mà sợ hãi thì cũng đã bán rồi đúng không ạ thì chúng ta tạm thấy nó là như vậy thì cái nhận định của mình sẽ là quản trị danh mục và chuẩn bị mua thăm dò cổ phiếu như vậy nhé với cái phiên hôm nay là chúng ta có thể xem xét chuẩn bị mua thăm dò được rồi nếu ngày mai là một cái phiên test bán ra test với khối lượng thấp thì nó là đúng theo với kịch bản của chúng ta à, thì đầu tiên thì mình cũng đi phân tích thị trường để cùng với các anh chị à, để giải thích lại cái nhận định này anh chị nhé thì anh chị thấy là đối với viên index thì hôm nay là một phiên hôm qua là bán ra rút chân lên đúng không ạ nay là một phiên mua vào với khối lượng thấp đúng không ạ thì nếu mà có thể ngày mai thị trường tiếp tục mua vào hoặc là nó sẽ phải bán ra với khối lượng thấp tiếp và không thủng cái phiên này thì gọi là một cái phiên test thành công anh chị nhé thì ngày mai chúng ta có thể yên tâm hơn chúng ta giải ngân mặc dù hôm nay là cũng có thể giải ngân được rồi giải ngân từng phần đúng không ạ trong vòng một tuần nếu mà thị trường có cái cơ hội tốt thì chúng ta sẽ gia nhập rất là nhanh đúng không ạ các anh chị uh, đây lưu ý đây không phải là bắt đáy nhé đây không phải là bắt đáy đây là chúng ta đã thấy đáy rồi anh chị nhé, đây chúng ta thấy đáy với thị trường rồi và đối với cổ phiếu thì chúng ta tập trung những cổ phiếu thay thấy đáy rồi nhé chúng ta không đi theo chiều phải bắt đáy vn30 cũng vậy các anh chị khối lượng gần như là rất là kiệt đúng không nay rất là thấp đúng không? cũng tăng nhẹ Up index và h index thì là tích cực hơn à, số lượng cổ phiếu tốt thì uh, phiên này là số lượng cổ phiếu là tốt thấp nhất đúng không ạ sau đó đã nở ra dần rồi tuy nhiên là chưa vượt cái đường trung bình này như vẫn nở ra rồi và hôm nay thì đã vượt trên đường trung bình mà 20 các anh chị thấy là cái điểm số này thì tóm lại ở đây thì mình nhận định là thị trường hiện nay đã thấy cái đáy ngắn hạn khối lượng giao dịch cạn kiệt tức là nó là tích cực và chúng ta có thể xem xét mua cổ phiếu thì đầu tiên thì các anh chị có thể thấy là như thường lệ thì mình sẽ bao giờ hai cái nhóm là cổ phiếu Caslim cổ phiếu đang hoạt động trên nền và cổ phiếu phía đây đúng không ạ dòng tiền thì các anh chị thấy là cổ phiếu kênh dưới dòng tiền thì những cổ phiếu tốt nhất hiện nay là những cổ phiếu uh, trong cái giai đoạn uh, một số cổ phiếu mới còn một số cổ phiếu thì là đang chạy nước rút trong cái giai đoạn vừa qua ví dụ như mình thấy là DQC này oh, hút là những cổ phiếu mà chạy nước rút trong giai đoạn vừa qua thì có thể là ngày mai hoặc là ngày kia thì thị trường sẽ bán ra những cổ phiếu chạy nước rút chốt lời thì nó sẽ là thành đối với thị trường sẽ thành một cái nhịp test và test thành công thì chứng tỏ sẽ ok và sẽ có những cái dòng cổ phiếu mới thì nhất thì hiện nay tuy nhiên là các anh chị thấy là đây là những cổ phiếu hiện nay đang mạnh nhất này thuộc những cái dòng mạnh nhất đúng không ạ những cái dòng mạnh nhất và thứ hai những cổ phiếu mạnh nhất tiếp theo là những cái cổ phiếu mạnh nhất, nhất. nhưng không thuộc những cái dòng dòng mạnh nhất thì anh chị có thấy đây là những cổ phiếu tốt thứ hai à, thì các anh chị xem kênh các anh chị muốn nhìn rõ các cổ phiếu thì các anh chị có thể tạm dừng cái đoạn video này lại để các anh chị xem các anh chị nhé thì với phiên ngày hôm nay á thì chúng ta mặc dù là cũng không không khuyến nghị mạnh lắm nhưng mà chúng ta có thể mua được hai cổ phiếu này SKG VSC chúng ta có thể mua được bởi vì sao mua được bởi vì nó cũng khá là cần nền anh chị nhé khá là cần nền thứ hai là các anh chị có thể thấy là các cổ phiếu mà chúng ta có thể mua thăm dò hiện nay một số cổ phiếu mua thăm dò hiện nay là những cổ phiếu mà kiệt vôn anh chị nhé những cổ phiếu này thăm dò này thì không ưu tiên bằng những cổ phiếu bên này bởi vì những cổ phiếu này đa phần là những cổ phiếu mà kiệt vôn và nó ở dưới gần phía đáy của nền đấy Thì chúng ta sẽ ưu tiên nếu đánh thì các anh chị có thể đánh ngắn thôi. Còn những cổ phiếu cancelim dòng tiền thì đánh dài. Tức là những cổ phiếu như thế này thì thông thường chúng ta sẽ kỳ vọng những cái lợi nhuận khoảng từ 30 đến 40% còn những cái cổ phiếu mà như thế này kiệt vốn như thế này thì chúng ta có thể kỳ vọng trước hết là một cái nhịp để nó vượt lại cái đỉnh cũ đã sau đó thì mới kỳ vọng tiếp một cái nhịp chạy thì các chị có thể thấy ví dụ trong cổ phiếu ngân hàng thực ra số lượng cổ phiếu nó nhiều hơn như đây thì mình cũng chỉ tìm những cổ phiếu mà đô thị cái hình mẫu của nó có vẻ đẹp hơn với những OCB, Techcombank, CTG, D2D, BMS và MBS, tức là ngân hàng. Có một cổ phiếu bất động sản và hai cổ phiếu chứng khoán. thì các anh chị lưu ý đây chỉ là thăm dò đấy nhé, chúng ta không đứng ra là mua quá nhiều, bởi vì chúng ta thăm dò và chỉ đánh ngắn thôi. Thì đó là các cổ phiếu, nên chị nhé. thì ở chi tiết ở đây thì các anh chị có thể nhìn thấy đây đấy, thì mình sẽ cùng chạy lại các anh chị để nhìn các cổ phiếu kim cương một chút. Uh, các anh chị thấy đúng không ạ? Các anh chị có thể nhìn lại những cái nội dung nhận định của kênh trong tất cả những cái giai đoạn vừa qua thì gần như chúng ta đều có những cái nhận định rất chính xác đúng không? Các anh chị xem suốt cái giai đoạn mà từ sau Tết âm lịch cho đến ngày mùng 8 tháng 3 thì kênh đều duy trì cái nhận định thị trường trong cái xu hướng đi lên yếu và xe quay đúng không ạ? Sau đó thì bắt đầu từ mùng 9 tháng 3 là nhận định thị trường có một nhịp gãy và khuyến nghị chúng ta là giữ tiền mặt đúng không ạ? Và sau đó thì mình cũng khuyến nghị các anh chị có thể xem lại những cái bản tin gần đây thì đều nhận định là sau một cái nhịp rũ khối lượng kiệt thì gần như nó sẽ có cái cơ hội quay lại và hoàn toàn chúng ta có thể làm một tour mới. Thì rất nhiều anh chị nếu mà xem kênh mà đánh theo thì những cái nhịp này anh chị đều có được cái NAV khoảng từ 20 đến 30% rồi anh chị nhé. À, trước khi đi vào cổ phiếu thì mình cũng giới thiệu các anh chị một chút thì mình đang có một cái khóa học à, khóa học miễn phí về Kensley và Thì thực ra nó là miễn phí thôi nhưng mình khẳng định là chất lượng của khóa học miễn phí này còn cao cấp hơn rất là nhiều và hiệu qua rất là nhiều so với những cái khoa học mà các anh chị trả tiền anh chị nhé à, khóa học tổ chức vào ngày 20 tháng 3 từ sáng đến chiều nhé thì nội dung thì cơ bản thì cũng các anh chị có thể thấy là ở đây thì đối với những các anh chị có thể là nghiên cứu về đầu tư giá trị về phân tích về doanh nghiệp hoặc về phân tích kỹ thuật tuy nhiên là ở đây thì mình cũng muốn chỉ cho các anh chị là cái cách tiếp cận cái cách tiếp cận để mà xây dựng cái phương pháp phân tích nó là cái gì cái triết lý ở nó là gì đúng không ạ Thứ hai cũng so sánh cho các anh chị đầu tư giá trị đầu tư tăng trưởng cách sử dụng AmiBroker Broker à, tìm cổ phiếu Canslim và cái cổ phiếu Canslim như thế nào đúng không ạ cổ phiếu viết đây là như thế nào chu trình đẩy hàng gom hàng bán hàng nhà đầu tư lớn là như thế nào và các cái phương pháp mua bán các lỗ chốt lời đúng không ạ sẽ tặng cho các anh chị cái cụ lọc cổ phiếu anh chị nhá hỗ trợ giải đáp danh mục thì anh chị có thời gian có thể xếp học cái khóa này à, thì trời đây các anh chị có thể lướt một chút các chị thấy những cổ phiếu kim cương á, là những cổ phiếu mình nói là nó rất là mạnh đấy ví dụ như là hiện nay là dịch vụ bất động sản này đúng không ạ đấy điều nằm giữ ok nhé SKG là hôm nay vẫn có thể mua được anh chị nhé mua được VTD và chất chuyên dụng này ok này BFC ok này cổ phiếu này thì vẫn chạy pdp OCH à, rất nhiều anh chị hỏi là tại sao mình không phân tích cả thị trường thực ra ở đây thì nguyên tắc của mình là sẽ làm cho nó đơn giản và tiết kiệm thời gian nhất cho nhà đầu tư đúng không ạ rất nhiều nhà anh, chị nhà đầu tư không có thời gian anh chị hoàn toàn có thể sử dụng cái file Excel này thì cái file Excel này mình sẽ gửi ở trong cái cái nhóm VIP anh chị nhé đấy cái chị bấm vào đây thì sẽ nhìn thấy những cổ phiếu kim cương cổ phiếu OK cổ phiếu mua và cổ phiếu thăm dò đúng không ạ đấy DAH là những cổ phiếu vẫn chạy được này Đấy, ngân hàng của KLB này chạy này AIB AIB này cũng chạy này đúng không à, MVB hoạt động ở phía trên nội thất thì có TTF đang chạy khá là ổn Đấy, VSC VSC thì đây là một cái nhịp chạy này sau một cái nhịp mà một số nhà cổ phiếu chốt lời này nó lại vào một cái nhịp nhịp chạy mới VSC này các anh chị cũng có thể mua được Như các anh chị có thể mua được Ở đây những cổ phiếu rất là mạnh ACL này. DQC là cổ phiếu chạy nước rút trong thời gian qua rất là mạnh đúng không ạ? mình cũng mua được cổ phiếu này và rất nhiều các anh chị trong nhóm mua được cổ phiếu này và đã chốt lời rồi VTS này ok này nằm giữ được này hút này đang chạy nó rút rất là mạnh một số anh chị cũng mua được cổ phiếu hút anh chị nhé C4G ok nha nằm giữ vẫn chạy nhé đấy các anh chị thấy những cổ phiếu kim cương này nó lúc nào nó chẳng là kim cương đúng không ạ nó có phải kim cương một ngày đâu các anh chị thấy nó kim cương cả một nhịp luôn ạ? lên từ giá 20 đúng không ạ đến tận giá 45 các anh chị giữ các anh chị 100 đúng không ạ c 4 này DST này, ok này các chị nhé cũng chạy ok nhé đấy ngoài ra có FRT ok nhé đấy đấy AGG mặc dù nó là dạng bo cung nhưng nó chạy khá là ổn nhé OC ok nhé ASM ok nhé đấy DDG ok nhé với cổ phiếu này chả cũng khá đẹp nhưng mình không phải nghĩ mua bởi vì nó không thuộc những cái nhóm ngành đẹp anh chị nhé bây giờ TNH hiện nay đều là cổ phiếu đang chạy hết đấy, đấy. FMC này FMC ok này FMC này không khuyến nghị mua bởi vì cái ngành của nó thì không phải là quá đẹp nhưng mà mấy cổ phiếu này thì đều có đô thị khá là đẹp đấy VTO vẫn ok này HAH HAH thì vừa chạy đây một nhịp rồi tiếp tục nó đang kiệt vôn và chạy một cái nhịp mới anh chị nhé DCM ok nhé BAF ok nhé đó AS ok nhé BCG này thì cũng ok nhé CTC thì xấu hơn một chút mấy cổ phiếu này thì xấu hơn rồi anh chị nhé TPM thì đang tích lũy lại kiệt vốn thì có thể sẽ chạy tiếp được. Đấy một số cổ phiếu mà mình nói đây này. Các anh chị có thể mua thăm dò là chủ yếu mấy cổ phiếu mà OCB, Techcombank, CTG là bất động sản này, ngân hàng và chứng khoán đúng không ạ? Thì các anh chị nhìn đây này. OCB này, đúng không ạ? Đấy các anh chị thấy này. Thì hoàn toàn nếu như cổ phiếu này các anh chị hoàn toàn có thể mua ở đây và các anh chị đánh ngắn, tức là mua ở đây và chốt lời ở mức khoảng 29 đúng không ạ? Đấy. VCB các anh chị hoàn toàn có thể mua đây được tất nhiên nếu mà nó thủng cái phía này thì chúng ta phải cắt lỗ đúng không ạ còn nếu không thì các anh chị có thể lên đến 50 55 các anh chị chốt lời ví đúng không ạ comment CTG đấy thì đây là những cổ phiếu mặc dù nó không phải là cổ phiếu mạnh như hoàn toàn chúng ta có thể đánh ngắn và đánh thăm dò được các anh chị nhé thì đó là cái nội dung phân tích của ngày hôm nay mình cố gắng giữ cho bản tin ngắn nhất thì hy vọng phần nào sẽ giúp ích cho các anh chị trong hoạt động đầu tư của mình và các anh chị okay. uh, đừng quên là chia sẻ kênh đối với những người quan tâm và các anh chị hy vọng các anh chị ủng hộ kênh bằng cách các anh chị like kênh, share video, đúng không? Like, like và nhấn nút của uh, uh, sắp cái kênh, nhấn nút quả chuông và nếu anh chị có muốn đặt câu hỏi nào thì các anh chị có thể comment ở phía bên dưới và mình sẽ giải đáp khi mình làm các cái bản tin mình sẽ để giải đáp. Ok cảm ơn các anh chị uh, chúc các anh chị uh, thành công và may mắn.